Con em sẽ giống Lai, mũi cao, mắt sâu. Nhưng mà không, nó ý như là châu Á mình vậy, là mắt hí, mũi thì tẹt mà nó kỳ lắm. Ủa sao kỳ vậy ta? Mà chồng em mới thổ lộ em mấy ngày nay là chồng em nói, trời, lúc mà nó mới sinh ra tao cứ nghĩ nó không phải là con tao không à. Chị, em bé mới sinh ra chưa có cái nó hình, chưa, đúng rồi, chưa có thành cái hình rõ ràng. Dạ, nó giống mẹ nhiều hơn là giống ba. Rồi cái cảm giác của ảnh khi mà đứa nhỏ vừa ra đời sợ không? Tại vì mấy bà mẹ nói là lúc đó lạnh này nọ, em không thấy lạnh, em cảm thấy nóng kìa. Tại vì bác sĩ đắp cho em nguyên một cái khăn một mà ấm á, mà em thấy sao nóng dữ vậy, em không quơ tay, em quơ vậy nè. Xong bác sĩ nói come down, come down, come down, kêu chồng, kêu con ở đây, kêu con ở đây. Là bác sĩ phải đem con lại hai lần để cho em là bình tĩnh trở lại. Em cầm tay chồng em đứng nhìn như nè. Thì em hỏi, ủa sao kỳ vậy, sao lúc đó sao mày không an ủi gì hết mà sao đứng đứng nhìn hoài vậy. Xong nói, tại vì tao sợ nhưng mà tao không dám thổ lộ em mất công, tao sợ mày sợ. Lúc đó là bác sĩ cho con bú liền ngay lập tức luôn. Thì em mới thấy, ủa sao cái tay nó kỳ quá ta, giống như là cái ngón út có bị gãy vậy đó. Rồi. Em mới nói, ủa ai làm gì con tôi mà cái ngón tay kỳ quá vậy. Thì chồng em mới đứng kế bên, chồng em nói là con của mình nó có 6 ngón tay, 6 ngón chân, tức là nó có mỗi bàn tay nó có thêm thêm một cái ngón tay, một cái ngón chân, tổng cộng nó có là 24 ngón, gọi là đặc biệt đó chị. Nhưng mà cái ngón đó là nó không cử động được hay là vẫn sử dụng nó được? Nó sử dụng được một ngón bên đây nó dài, một ngón bên đây nó có xíu. Còn cái ngón chân nó chị nhìn á là 6 ngón nhưng mà nhìn rất là đều, rất là đẹp. Nhìn cứ tưởng 5 ngón đó mà không ai để ý á. Bác sĩ không có biết, trong lúc mà siêu âm 4D em thấy nhưng mà em vẫn thấy ủa sao kỳ quá ta, cái ngón tay nó kỳ quá. Nhưng mà em cũng không nghĩ gì. Thì lúc mà mới sinh sinh ra mới biết là nó có 6 tay 6 chân. Em tên là Lê Minh Thái Bình. Hiện tại em gần 24 tuổi và em có một bé trai 1 tuổi rưỡi. 1 tuổi rưỡi. Đặc biệt hơn nữa là bé trai là Lai đúng không em? Dạ, Lai Mexico. Mexico. Dạ. Em với bạn trai quen nhau mấy tháng thôi thì mới phát hiện ra là em có thai. Lúc đó thì em còn nhỏ lắm, em mới 21 tuổi thôi à. Em còn đi học nữa, em không có chuẩn bị gì hết á. Em sợ, em không nói cho gia đình nghe cho tới khi em 4 tháng rồi. Gia đình người thân của em ở Việt Nam hết. Em chỉ nói cho một người duy nhất là chị em thôi. Chị em mới nói cho mẹ em nghe. Tại vì nhà em cũng như là truyền thống á, là nếu mà quan hệ trước hôn nhân á thì không có tốt. Dạ. Mà em học là qua đây là du học. Dạ đúng rồi. Lúc đó là em là du học sinh. Lúc mà phát hiện ra thì em vẫn đi học. Nhưng mà cái bụng thì từ từ càng ngày càng lớn lên. Cho nên em học tới 6 tháng là em phải ngừng. Nhưng mà bạn bè xung quanh em chỉ có những người mà thân với em mới biết thôi. Rồi em ngưng, sợ lắm. Em ngưng cái việc học luôn. Dạ đúng rồi, tới 6 tháng á là tụi em kết hôn với nhau. Rồi trong suốt cái quá trình mang thai như vậy, ba mẹ có la không? Tại vì em nói là gia đình em truyền thống. Em cứ nghĩ ba mẹ em chứ là muốn cạo đầu em luôn, nhưng mà không. Mẹ em im lặng thôi, nhưng mà sau đó mẹ em vẫn vui vẻ chào đón. Trời, lúc mà sinh ra trời, mẹ em là người thương thương nó nhất luôn. Nhưng mà khi mà biết có thai như vậy á thì anh có giống như là người đàn ông á, khi mà biết người bạn gái của mình có thai, họ sẽ bị sốc lắm. Em không có thấy nó biểu lộ ra sốc gì hết. Nó chỉ là thì mình nuôi thôi, mình cười, nó cười, nó tụi em chụp hình chung với nhau cái que thử thai á. Bình thường. Có vẻ là he cũng ready ha chị ha. Ready rồi. Tại vì có những người đàn ông á, khi mà người phụ nữ mà báo á, có những người là người ta đứng hình giống như là 5 tới 10 phút luôn. Và người ta không có biết làm cái gì. Người ta quá phôn hết một thời gian. Tại vì người ta bị đúng rồi, người ta bị giống như là ủa mình có con hả, rồi mình phải như thế nào đây. Mà trong khi cái mối quan hệ của em là chưa có định hình một cái gì cả. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Có bị ngán không? Em chỉ ngán khoảng 1-2 tháng đầu thôi, là hửi cái mùi thịt á, là em ói. Sau đó thì em giống như là bà hoàng vậy đó, ăn cái gì cũng được, đặc biệt là ăn muối. Ôi cái gì? ăn muối. Dạ đúng rồi, muối tôm á, em bỏ trong cái hũ nè, xong rồi đi đâu em cũng mở ra em ăn cái mà lý một cái rồi xong mở ra cho nó. Dạ đúng rồi. Dạ chúng đi học cũng vậy, lúc mà em còn đi học em cũng cầm hũ muối rồi xong đâu mở ra ăn cái sau đó lại. Rồi bạn trai em có bên cạnh em trong những lúc đó không? Dạ có, bạn trai em là bên cạnh em 100%. Vậy á? Dạ. Chị không có ai bên cạnh em, chỉ có mình bạn trai em. Nhưng mà cái cách mà Hy chăm sóc em như thế nào? Tại vì phương Tây với lại châu Á đó, em nó có nhiều những cái khác biệt về cái culture này nọ.
lúc mà em mới cấn thai em bị đau lưng á, thì Hy massage toàn thân luôn. Dạ, massage cái vùng này là vùng đau lắm. Rồi dẫn em đi ăn, nhưng mà không phải như Việt Nam là bồi bổ, ăn bình thường thôi. Bác sĩ nói là em là tăng cân quá nhiều cho nên em ăn ít lại. Em ở trong phòng á, rồi em làm biếng, em ngủ hết nguyên ngày vậy. Em đợi chồng em về thôi thì em mới ăn. Nhưng mà như vậy thì nó ảnh hưởng tới thai nhi, tại vì người mẹ ăn thì mới nuôi được cái người con. Dạ đúng rồi, nhưng mà con em rất bình thường. Sanh là bao nhiêu pound? 8 pound 10. Là hả? Dạ 8 pound 10. Ồ, 4 ký mấy? Ờ, 3 ký mấy? 3 ký mấy, dạ. Thiệt luôn á. Dạ, em không ăn gì hết luôn á. Em là bác sĩ bắt em là phải nhịn ăn để giảm ký, tại vì em tăng quá nhiều. Rồi trong cái quá trình mà lúc mà mình đi sanh như vậy á, thì là anh cũng ở bên cạnh em luôn. Dạ đúng rồi. Lúc mà đi sanh á là cái ngày due day của con em á là nó vượt qua một tuần luôn rồi. Cho nên lúc mà em đi tới bác sĩ á thì bác sĩ mới check rồi xong mới nói là cái này là nên sinh mổ đi. Tại vì xương chậu em nhỏ quá mà em bé to quá. Bác sĩ đặt lịch hẹn là sẽ tuần sau, thứ hai tuần sau nữa. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì em có 2 ngày tới bệnh viện để kiểm tra, nếu mà em bé ok. Em bé không ok thì cho nó ra luôn. Còn nếu mà ok thì để thứ hai tuần sau. Thì cái ngày thứ nhất em tới bệnh viện á, em mới kiểm tra rồi check nhịp tim baby này nọ. Thì bác sĩ nói nhịp tim baby nó bị rớt. Nó đang bình thường xong nó rớt, xong nó bình thường nó rớt xuống. Y tá nói là thôi em ở lại đi, xong rồi chị gọi bác sĩ ngày mai đi mổ luôn. Em để ba lô trong cốp xe của chồng em rồi. Chồng em nghe nói là ở lại bệnh viện ngày mai mổ là chỉ cần ra xe sắp đồ vậy thôi. Mình sinh mổ á, thì mình sẽ không có cảm giác gì hết. Tại vì người ta làm tê hết từ bụng xuống. Nhưng mà có cái lực gì nó kéo ra làm cho mình thốn, mà mình cảm thấy khó thở. Mà em không thích cái đó. Cho nên em cầm tay chồng em mà em sợ, em cắn là ngấu. Là bác sĩ đẩy dạ, đúng bụng để mà lấy hết những cái nhau với lại dạ. Ra em cũng bị đó. Tại vì chị đẻ thường, đẻ thường nên là chị không có bác sĩ biết cái cảm giác. Ấn mạnh lắm chị, khó thở lắm, ấn mạnh cực kỳ luôn. Lần đầu tiên em gặp con mình với lại ông xã của em nữa, lần đầu tiên thấy con thì hai vợ chồng như thế nào? Lúc nào trong đầu em cũng nghĩ là trời, con em sẽ giống Lai, mũi cao, mắt sâu. Nhưng mà không, nó y như là châu Á mình, nghĩa là mắt hí, mũi thì tẹt mà nó kỳ lắm, nó ủa sao kỳ ta. Mà chồng em mới thổ lộ em mấy ngày nay là chồng em nói trời, lúc mà nó mới sinh ra tao cứ nghĩ nó không phải là con tao không à chị. Em bé mới sinh ra chưa có cái hình, chưa đúng rồi, chưa thành cái hình rõ ràng. Dạ nó giống mẹ nhiều hơn là giống ba. Rồi cái cảm giác của ảnh khi mà đứa nhỏ vừa ra đời sợ không? Tại vì mấy bà mẹ nói là lúc đó lạnh này nọ, em không thấy lạnh, em cảm thấy nóng kìa. Tại vì bác sĩ đắp cho em nguyên một cái khăn mà ấm á. Mà em thấy sao nóng dữ vậy, em mới quơ tay. Em quơ vậy nè. Xong bác sĩ nói come down. Kêu con ở đây. Là bác sĩ phải đem con lại 2 lần để cho em là bình tĩnh trở lại. Em cầm tay chồng em đứng nhìn vậy nè. Thì em hỏi ủa sao kỳ vậy, sao lúc đó sao mày không an ủi gì hết mà sao cứ đứng nhìn hoài vậy. Xong nói tại vì tao sợ, nhưng mà tao không dám thổ lộ em mất công, tao sợ mày sợ. Lúc đó là bác sĩ cho con bú liền ngay lập tức luôn. Thì em mới thấy ủa sao cái tay nó kỳ quá ta, giống như là cái ngón út có bị gãy vậy đó. Trời. Em mới nói ủa ai làm gì con tôi mà cái ngón tay kỳ quá vậy. Thì chồng em mới đứng kế bên, chồng em nói là con của mình nó có 6 ngón tay xong chưa, tức là nó có mỗi bàn tay nó có thêm một cái ngón tay, một cái ngón chân, tổng cộng nó có là 24 ngón, gọi là đặc biệt đó chị. Nhưng mà cái ngón đó là nó không cử động được hay là vẫn sử dụng nó được? Nó sử dụng được, một ngón bên đây nó dài, một ngón bên đây nó có xíu. Còn cái ngón chân nó chỉ nhìn á là 6 ngón, nhưng mà nhìn rất là đều, rất là đẹp. Nhìn cứ tưởng 5 ngón nữa mà không ai để ý á. Bác sĩ không có biết, trong lúc mà siêu âm 4D em thấy, nhưng mà em vẫn thấy ủa sao kỳ quá tay, cái ngón tay nó kỳ quá. Nhưng mà em cũng không nghĩ gì. Thì lúc mà mới sinh ra mới biết là nó có 6 ngón tay 6 ngón chân. Rồi cái cảm xúc của em, tại vì khi mà chị sanh em bé ra cái điều đầu tiên á mà chị nhìn á là chân tay con mình có lành lặn. Em là em chỉ bị sốc thôi, nhưng mà em vẫn thương con em. Cái người mà sốc nhất là chồng em. Trời, nó buồn mà nó không có nói, nó giấu hết tất cả mọi người, bạn bè luôn, giấu hết. Em nghĩ là con em đặc biệt hơn người ta, em tự hào hơn, em không có gì, em cảm thấy xấu hổ gì con em á. Mà chồng em thì có, chồng em ra ngoài đường mà đi chơi á là lấy cái bao tay bao lại, hoặc là cover lại nè, làm vậy nè cho tới ngày hôm nay luôn. Thì lúc mà nó 9 tháng á là em đi cắt
cắt tay. Ồ, dạ chân nó thì bây giờ vẫn còn nhưng mà tay là cắt rồi. Cũng là năm bình thường. Năm ngón là bình thường, dạ. Chỉ có cái thẹo ở đây thôi nhưng mà nhìn bình thường. Dạ. Đau đớn. Đau lắm, lúc mà nó mổ xong nó đau lắm, chị tội nghiệp lắm nhưng mà em không biết sao mà bác sĩ ở đây á mổ xong mà cho về liền luôn chứ không có giữ lại. Lúc mà nó đau á nó đâu có bò được đâu, xong nó vậy nè. Tại vì nó đau á, xong tự nhiên sau 3 ngày em thấy nó bò lại bình thường. Dạ, em bé nó nhanh á. Em chưa có ready về cái tâm lý nữa. Đúng rồi. Còn quá trẻ. Dạ, đúng rồi. Cái kinh nghiệm ở đâu em có để mà em chăm con? Em hả? Em là tự lấy kinh nghiệm của mình tự chăm con luôn chứ em không có kinh nghiệm từ ai hết. Chồng em thì đi làm thì một mình em chăm thôi. Nhiều cái stress với lại bụng em nó còn đau quá. Mỗi lần mà ngồi dậy cho nó đau. Một ngày em chỉ ngủ có 2 tiếng thôi. 2 tiếng là dậy phải cho con bú rồi hút sữa. Rồi nấu ăn nữa đúng không? Phải tự nấu ăn. Em không ăn luôn, em nhịn luôn. Trời ơi, rồi đâu có sữa để đúng rồi. Lúc đó em chỉ mới chuyển về sống chung với chồng em thôi. Thì lúc đó em vẫn còn ngại với lại mẹ chồng lắm. Em ngại ra khỏi phòng lắm. Mà sao em không chia sẻ với chồng em để mà chồng em chồng gắn kết lại á? Có, em cũng có chia sẻ nhưng mà chồng em nói là anh đâu có cái gì đâu, em phải sợ. Nếu mà em mệt em ra em kêu mẹ anh canh em bé 2 tiếng để em ngủ nhưng mà em không làm vậy được. Không trong rồi, tại vì cái vấn đề á là cái ngôn ngữ. Dạ đúng rồi. Hai cái ngôn ngữ hai cái nước khác nhau. Với lại con của em á là không uống được sữa công thức. Lúc đó thì em không biết, em mới biết là trong bệnh viện á em mới xin cái sữa công thức á thì nó uống vô xong nó bị chót á, nó bị dẫn rồi. Đó chị, dạ. Dạ. Thì lúc đó em không biết thì em mới thấy vậy thôi, em nói không. Bây giờ mình cho con mình uống sữa mẹ hoàn toàn luôn. Xong lâu lâu em cho nó ăn cheese, uống sữa vậy đó. Nhưng mà nó không chịu uống chị, nó không chịu là không chịu. Thì em mới năn nỉ bác sĩ là bác sĩ ơi, bác sĩ cho con đi đi thử máu đi. Thì lúc mà 9 tháng á em lấy ra thì chỗ nó bị dị ứng với sữa, mà dị ứng nặng luôn chị. Là dị ứng là có thể chết luôn á. Thì bây giờ em vẫn cho con bú mẹ. Nó 1 tuổi rưỡi rồi. Không, 1 tuổi rưỡi mà vẫn bú mẹ luôn. Nhưng mà em không ăn uống cái gì thì làm sao mà có sữa cho con? Dạ, lúc đó thì mẹ chồng của em mỗi lần trước khi đi làm là làm cho một ly oatmeal. Và xong để ngoài ghi tên em vô. Cái này chị thắc mắc nữa. Mẹ chồng em là người Mexico đúng không? Dạ đúng rồi. Thì nói tiếng Mexico. Nói tiếng Mexico. Rồi mẹ chồng em hiểu được. Tụi em mà chỉ say giống là hi, bye, good night vậy thôi, không có nói nhiều được. Nếu mà em muốn nói chuyện với mẹ chồng em thì phải thông qua chồng em. Dạ, tới bây giờ vẫn vậy. Nhưng mà tới bây giờ hai cái mối quan hệ của em với mẹ chồng em với gia đình em á kháng khác đúng không? Khách lại với nhau. Dạ, hơn là hồi xưa thì tại vì mới quen. Tại giờ nửa con là tự nhiên gắn kết lại. Dạ. Nhưng mà cũng khó tại vì ngôn ngữ đúng rồi, ngôn ngữ mà có hai bay kết nối. Dạ. Cái giao tiếp vẫn còn khó khăn giữa mẹ chồng em với em, mà giữa chồng em với em cũng vậy. Tại vì đối với em, tiếng Anh của em thật ra cũng chưa có đủ để nói chuyện với chồng em. Người phụ nữ mà sau khi sanh á, là họ sẽ rớt một cái nhịp, là họ sẽ bị tụt cái mút, sẽ bị trầm cảm. Thì em có bị rơi vào trường hợp đó không? Dạ có. Lúc mà sau khi sanh xong 1 tuần á, là hai đứa gây lộn. Mà gây lộn đỉnh điểm luôn. Đỉnh điểm tới nỗi mà giật con với nhau luôn á. Là này là con tao, này là con tao. Xong mà con nó khóc é lên. Em đá cửa. Đỉnh điểm luôn mà. Em nghĩ trong lòng em là thôi cuộc đời mình là tiêu rồi. Thì lúc đó là em với chồng em gây lộn xong là hai đứa là chiến tranh lạnh luôn. Giữa em với chồng em có một cái giống như là Cái khoảng cách. Tại vì theo em nghĩ là chồng em cũng chưa có ready. Cho nên có thể là khi mà thấy vợ trải qua những cái chuyện mà sinh rồi con quá nhiều cú sốc á, thành ra là đầu óc mình chưa có tiếp nhận được những cái chuyện đó. Bản thân em cũng bị nữa. Dạ đúng rồi. Có khi nào em nghĩ do khoảng cách của ngôn ngữ mà làm cho tất cả mọi thứ nó tệ đi khi mà sau khi sanh không? Dạ có, chắc chắn là có luôn. Tới bây giờ vẫn vậy. Tới bây giờ tụi em vẫn rất là khó có thể giao tiếp một cách như là vợ chồng. Vậy thì em phải tìm một cái phương án nào đó để khắc phục cái chuyện đó. Dạ, em định đi học trở lại. Mình phải trau dồi cái tiếng Anh của mình nhiều hơn. Kể cả chồng em cũng nói là em nên đi học, nên giao tiếp với mọi người xung quanh. Chồng em một người rất là funny, rất là vui vẻ. Nhưng mà lúc mà nói chuyện với em thì em không hiểu nó. Chồng em cũng có một cái phần hụt hẫng ở chồng. Dạ, thì em cảm nhận được. Rồi sau cái quá trình mà vượt qua cái trầm cảm á, thì bao lâu? Em nghĩ là 2-3 tháng rồi. Đỉnh điểm là chồng em mà gây lộn mà chiến tranh lạnh á, thì em có đi tâm sự với lại em chồng.
Thì em chồng cũng nhận ra là sao chồng em kỳ quá, đi làm xong rồi đi về xong rồi nhìn mặt con cái xong mà không thèm ôm, tắm xong đi tập gym, tập gym về xong chơi game. Thì lúc đó em chồng em mới nói lại cho chồng em nghe hay sao. Thì cái đêm hôm đó chồng em về, chồng em không đi tập gym, chồng em nói với lại em là chuẩn bị đi để con cho mẹ anh chăm, hai tụi mình đi chơi. Thì lúc đó mà ảnh cũng có cũng hiểu, cũng cố gắng sửa chữa. Cái chuyện dạy con bây giờ, hiện giờ là ai? Ai là người chăm sóc và là dạy con? Hiện tại thì em ở với con là nhiều thời gian hơn là chồng em. Chuyện dạy con á, thì chồng em nói em như này, cái phần mà đánh á, là hãy để cho chồng em. Còn em á, thì là giống như là lại đem mẹ thương. Vậy là đóng vai ác. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Là chồng em sẽ đóng vai ác, còn em à đóng vai hiền. Không, vậy cũng thương vợ chị. Không. Dạ. Mà đóng vai thì chắc là kiểu như phạt nhẹ cái vậy thôi đúng không? Dạ. Chứ đâu phải là mình Em lúc mà em đánh con em thì chồng em nói ủa sao tự nhiên đánh con kỳ quá vậy? Mà lúc mà chồng em đánh thì bình thường. Em không hiểu tại sao. Rồi bé được hai ngôn ngữ luôn đúng bé không? Bé ba ngôn ngữ. Dạ. Ba ngôn ngữ luôn. À đúng rồi, tiếng Việt. Tiếng Việt, tiếng Anh với lại tiếng Mexico. Dạ là ở nhà nói chuyện với bà nội á, thì bà nội nói chuyện bằng tiếng Mexico. Nói chuyện với ba á, thì ba nói chuyện bằng tiếng Anh, còn em nói chuyện bằng tiếng Việt. Trời ơi, nghe hết. Là hay á, hay á. Dạ. Sau khi sanh thì sức khỏe mình có yếu đi không? Sau khi sanh thì em không có cử gì hết, tại vì chỉ có một mình em với bé thôi. Cứ bình thường ăn uống, uống nước đá rồi ăn hải sản, muốn ăn cái gì ăn gì đó. Thì em cũng không thấy em yếu đi gì hết. Thì em bình thường. Trẻ, mới 24 tuổi á chị. Dạ. Yeah. Không, nhưng mà người ta nói là trẻ. Sau khi sanh là người phụ nữ đó giống như là bị già đi á, bị yếu đi. Em nghe nói là như già đến 10 tuổi là đó, bị lão hóa 10 chắc năm. Là... Em nghĩ là chưa đâu, chỉ phải bước qua đến hàng cỡ 30 rồi bắt đầu mới thấy cái sự đi xuống của cái sức khỏe. Dạ, em đúng nói vậy tội nghiệp chị quá. Chị là con gái. Chị trẻ mà chị nhìn như 20 tuổi vậy. Không em ơi, chị cũng cực lắm. Tại vì ở xứ này á, là tao nói một ngày á, coi như là làm mà làm tức bực, coi như là bao trọn gói, cái gì mình cũng phải làm hết. Thì dạ, không biết đúng. Em có bị vậy không? Có đi làm thêm không? Dạ không. Hiện tại luôn? Không luôn. Tới hiện tại thì em mới đi làm một tháng nay thôi. Là công việc của em là gì? Công việc của em là delivery shipper. Ồ. Cái thời gian linh hoạt á, em thích giờ nào em làm giờ đó. Nếu mà em thích thì em ở nhà canh con. Tại vì cái Covid-19 á chị, nên mẹ chồng em không có việc làm, mẹ chồng em ở nhà. Cho nên em nhân cái cơ hội để thôi bây giờ để cho mẹ chồng canh đi, mình đi ra ngoài mình đi làm. Thật ra làm cái đó cũng rất là xả stress nha, mình đi vòng vòng. Đúng rồi. Vậy là bây giờ chị mới thấy được là khi mà người phụ nữ mà bị trầm cảm á thì nên đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Yeah. Nên đi ra ngoài. Tại vì bốn bức tường ở nhà nó kinh khủng lắm chị, ngày nào nó cũng cứ một cái cảnh nó lặp lại hoài mà toàn là cái chuyện buồn khi mà mình thấy cảnh nó không anh. Và cần phải xả stress nữa. Đặc biệt là cửa sổ nha. Không, nhưng mà em ơi, nếu như mà em đi làm như vậy ở nhà bà chăm thì sẽ làm cho em có một cái sự khó chịu, tại vì cái cách mình chăm con khác, còn bà sẽ là chăm con khác. Thì có làm cho em bị khó chịu không? Em tin tưởng mẹ chồng em. Chồng em chăm em cũng không có tin tưởng. Nếu mà nó ở chung với bà nội á thì nó nói tiếng Mexico. Dạ. Nó ăn đồ ăn Mexico. Thì nếu mà ở chung em á thì nó ăn đồ ăn Việt Nam, nó nói tiếng Việt Nam. Dạ, ở chung daddy của nó thì nó nói tiếng Anh. Vậy là không có sợ mất gốc rồi hả? Dạ. Tuy nhiên là không sợ mất gốc người Việt nè, không sợ mất gốc cũng dễ đi chị. Dạ. Dạ. Ăn gì cũng dễ hết. Dạ. Nhưng mà thích ăn đồ ăn Việt Nam chị. Trong máu nó có cái máu Việt Nam sẵn hay sao á, mà nó thích ăn phở rồi bún rồi gỏi cuốn. Bánh chén, đặc biệt cái bánh chén lại khô bò nha. Trời ơi, luôn còn đó em. Em không hiểu tại sao nó lại thích ăn. Rồi ăn hộp dươi cũng đòi mà cắn. Mà phải cắn liên tục luôn, nó cứ lại nó cứ ăn. Vậy em không hiểu tại sao nó lại thích ăn mấy cái đó. Mà chị thắc mắc nè, em thì em nói em qua đây du học sinh đúng không? Dạ. Thì có thể là trước khi mà em gặp chồng em thì chắc em cũng đã quen những cái người Việt Nam, bạn trai người Việt Nam. Vậy thì sau khi mà em lấy chồng và em nhìn lại những người bạn trai Việt Nam thì em thấy có gì khác biệt giữa tay và tao? Theo em thôi, gia đình mà ở bên Việt Nam á thì xen vô cái đời sống của hai vợ chồng nhiều hơn là mẹ chồng của em. Mẹ chồng của em thì sao cũng được, gây lộn, không quan tâm. Con muốn chăm con theo kiểu của con, giờ cứ chăm con theo kiểu của con. Tức là mẹ chồng của em không có xen vô. Vậy em là em thích cái điều đó. Qua chương trình này thì em có muốn nhắn nhủ gì đến ba mẹ của em với lại má chồng của mình không? Con muốn nói là con rất là ổn, cuộc sống của con rất là ổn và rất là hạnh phúc.
Con chỉ mong cho ba mẹ là có sức khỏe để mai mốt á, mình qua Mỹ mình chơi, mình thăm cháu, hoặc là con sẽ ẵm con của con về mỗi năm chơi với ba mẹ, chơi ông bà ngoại. Yeah. Rồi về má chồng của mình. Dạ, I wanna say thank you to Cookie, it's my mother-in-law. You are the best and I love you. I love my new family. And I want to say thank you to everyone that helped me during the time that I'm stressful taking care of the baby. Nhưng mà điều đặc biệt hơn nữa đó là ông xã của mình. Yeah. Cái người mà đã cùng đồng hành với em và cũng đã giúp em vượt qua cái chuyện trầm cảm mà anh đã lặng lặng là gửi con cho bà. Yeah. Để mà dẫn đi một cái bữa tối để hai vợ chồng được hiểu nhau nhiều hơn. Yeah. Thì em muốn nói gì với anh nữa không? You are an awesome husband. You make my life easier and I can't live without you. I love you. Cảm ơn em rất là nhiều. Qua chương trình này thì em cũng muốn nhắn nhủ với lại các bà mẹ bỉm sữa, tại vì có những người á là cũng trường hợp như em là lấy chồng Tây. Yeah. Thì hai cái ngôn ngữ nó đã khác nhau, truyền thống nó đã khác nhau, thì yeah, em có muốn nhắn gửi với lại các mẹ không, để các mẹ có thể vượt qua và không có bị trầm cảm hoặc là bị khó xử một cái vấn đề nào đó. Yeah. Em muốn nhắn gửi cho tất cả những bà mẹ mà có chồng người nước ngoài, có hai cái văn hóa khác nhau á, thì mình nên giao tiếp nhiều hơn nữa. Nếu mình có cái gì đó mà mình nghĩ trong lòng thì mình cứ nên nói cho chồng mình nghe, bởi vì mình giữ trong lòng cũng không có tốt, không có tốt cho cái mối quan hệ này. Cho nên em nghĩ là mình cứ nên chia sẻ, mà chia sẻ một cách nhẹ nhàng, thật lòng. Mình đừng có giấu trong lòng. Dạ, mà cũng đừng có giữ giận. Dạ, tức giận. Mình phải nhẹ nhàng, mình phải chia sẻ, mình phải nói cho chồng mình hiểu. Thì cái cuộc hôn nhân đó nó mới lâu dài được. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn em đã dành thời gian của mình để mà đến đây chia sẻ cùng chị cũng như là Quỳnh Trâm và các bà mẹ bỉm sữa đang sống ở Mỹ.